Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhật Bản mọi người. Tiếp tục với Cần Câu này. Đầu tiên là một cây cần súp 3m3 nha. Súp 3m3 đấy. Cái này thì mình coi như là khoan hư hết. Đầu bu Fuji còn nè. Đấy, bát Fuji còn nè. Rồi, với lại phôi cần. Thế thôi, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 4 lóng nha mọi người. Cần này cần số 1 và 3m3 thu vào 97cm, đọt là 2,7 ly, cân nặng là 300g. Số 1 nè. Số 1 101. Số 1 101 nha mọi người. Đây. Số 2, một cái cần mà người ta cọc khoan được, khoan này bỏ hết đi nha mọi người, về lấy cái phôi thôi. Đấy. Cần này về làm câu lục 4 bài. 1 2 3 4. Phôi còn ok nha mọi người. Phôi còn ok. Khoan bát thì mắc rồi. Đấy, bát thì mắc rồi. Đấy, cần này dài 3m8, thu vào 1m1, độ 3,5 ly, cân nặng là 300g. Cần này số 2. Số 2 70.000. Số 2 70.000. Số 3 tiếp tục một cây súp dài 2m1 tiền tên. Này, bát Fuji FX6. Khoan coi như hết nha, còn đầu bu với bát với lại phôi cần thôi nha. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng. Dài 2m1 thu vào là 80cm, đọt là 2,6 ly, cân nặng là 140g. Đây này cây số 3. Số 3 80.000. Số 4 là một cây ISO. ISO của Daiwa nha mọi người. Đấy. Khoan này, khoan coi như hư hết nha mọi người. Về từ xử nhé. Về từ xử lại. 1 2 3 4. Đấy, khoan là mình coi như là hư hết đi. Cho mọi người dễ mua, dễ lựa chọn. Đây, bát FK FX5. Cần này hiện tại dài 3m1, thu vào 88cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng 120g. Đây là cái số 4. Số 4, 60.000. Số 5 là một cây Topka. Này, 26. Đây, súp 26 nha. Khoan cũng hư hết rồi nha mọi người. Ui, gãi nứt lên nữa này. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng. Ui, nứt rồi. Người chắc về cái này lái được cái độc với cái góc rồi. Cái lóng thứ hai nó gãy mất rồi. Số khoan này vẫn còn nha mọi người. Khoan Fuji đoàn hoàng ấy. Đây, con Fuji này. Đấy, Fuji. Đầu bu. Đầu bu cũng vẫn còn luôn. Bát nhựa vặn nha. Cây này đang dài 2m3, thu vào 1m05, độc 2,7 ly, cân nặng là 140g. Cây này cây số 5. 5, 30.000. Số 6 là một cây cần Waco. Đây, Waco. Súp nha mọi người. Đấy, khoan coi như hư hết rồi. Đấy, còn đầu bu Fuji nè, bát Fuji nè, phôi cần nè. 1, 2, 3. 3 lắm nha mọi người. Bát Fuji. Đấy. Cần dài 3m, thu vào là 1m12, đọt là 2,6 ly, cân nặng là 200g. Đây này cây số 6. Số 6. 90.000. Số 7 là một cây ISO bát FK FX5. Đấy. Khoan đầu bu chứ mình coi như hư hết nha mọi người. Coi như hư hết. Đấy. Còn phải kiểm tra cho nó mày. Này, 1 lóng, 2, 3, 4. 4 lóng nha mọi người. Này,
Cần này dài 3m55, thu vào 1m07, độc 0,8 ly, cân nặng là 120g. Cây này cây số 7. Số 7, 60. Số 8 là một cây cần súp. Đây, khoan này. Đấy, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng này. 3 lóng nha. Bát nhựa vặn nha. Dài 2m4, thu vào là 88cm, độ 2,4 ly, cân nặng là 180g. Cây này cây số 8. 70.000. Số 9, tiếp tục một cây cần súp. Đây, khoan coi như hư hết nha. Đây, đầu bu Fuji này. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha. Bát Fuji FX6, cần dài 2m1, thu vào là 79cm, độ 2,3 ly, cân nặng là 140g. Cây này cây số 9. Số 9 nha mọi người. Số 9, 70.000. Số 10 là một cây cần kim tên, súp kim tên. Bát Fuji FX7, khoan coi như thấy đầu bu còn nè, đầu bu Fuji còn nha mọi người. Đấy, à, như bị gãy một ít độc rồi, gãy một đoạn độc. 1, 2, 3, 4 lóng. Đấy, gãy khoảng 10 phân độc nha mọi người. Cây này dài 3m2, thu vào là 96cm, độc 3,2 ly, cân nặng là 260g. Đây này cây số 10. 10, 80. Số 11 là một cây cần Daiwa. Bát Dulux FX8. Khoan này coi như hư hết nha mọi người. Khoan coi như hư hết. Đấy, đột này. Một lóng, hai lóng, 3, 4, 5. 6, 7. 7 lóng nha mọi người. Cần dài 5m25, thu vào 84cm, độc 2,3 ly, cân nặng là 580g. Cây này cây số 11. Số 11. Hai là một cây cần ISO China xuất Nhật này. Bát Fuji FX6 nhé. Đây, khoan còn hai cái coi như mắc hết khoan đi. Đấy. Đầu bị giải một đoạn tí nha mọi người. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng. Cái này nhìn còn đẹp nè. Đẹp mới nè. Đấy. Cái này dài 3m87. Thu vào 1 mét đọt là 1,9 ly, cân nặng là 200g. Cái này cây số cái này cây số 12. 12, 60.000. 12, 60.000. 13 là một cây cần Olympic. Cần Olympic ISO Olympic Bass FKS FX7. Đây, khoan coi như hư hết nha mọi người. Lấy phôi cần với lại bát thôi. Một lóng này. Hai lóng này. 3 4 5 6, 6 lóng nha. Cái cần này dài 4m5, thu vào 89cm, độc là 1,6 ly, cân nặng 280g. Cái này số 13. 13, 80. Người 14 là một cây cần súp. Đây, súp này thì hơi gọn. Bát Fuji FX7, khoan này coi như hư hết nha. Còn được cái đầu bu, bát và phôi cần.
1 lóng, 2 lóng, 3, 4, 5, 6. 6 lóng nha mọi người. Đấy. Cái này độc độc tháp, độc nối. Đấy. Dài 3,4 m, thu vào là 73 cm, độc là 1,7 ly, cân nặng 260 g. Số 14. Số 14. Đây là 14. 70.000. Là một cái cần kim tên. Đây. Cần súp cho mọi người. Khoan coi như hư hết. Còn đầu bu nè, đầu bu à, đầu bu bung rồi. Đấy. Phôi cần với lại bát thôi nha mọi người. 1 lóng, 2 3 4 4 lóng. Bát Fuji FX7. Cần này dài 3,2 m, thu vào là 94 cm, độc là 2,5 ly, cân nặng là 260 g. 260 g. Cái này cái số 15. 15, 90.000. Này, 16 là một cái cần súp 2,7 m nha. Súp 2,7 m khoan coi như hết. Còn đầu bu phôi cần và bát thôi nha. 1 2 3 Đây. 3 lóng bát Fuji FX6, cần dài 2,7 m, thu vào 1 m, độc 2,5 ly, cân nặng 200 g. Mắc cái nắp bằng chân cần này. Cái này cây số 16. 16 80.000. Đây, 17 tiếp tục một cây cần súp 2,4 m, khoan coi như hư hết cho mọi người. Này, đầu bu thì vẫn còn xài được. Đấy, bát nhựa vặn. Bát nhựa vặn nhé. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng. Đây. Cây này dài thì là 2,35 m, thu vào là 93 cm, độc là 2 ly, cân nặng 180 g. Cây này cây số 17. Lại. Cái này số 17, 50.000. Số 18 là một cái ISO. Đây, nhỏ gọn nha. Bát FK FX6. Khoan coi như hư hết, còn đầu bu với lại bát rồi thôi nha mọi người. Bát với là khôi gần, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng. Đây. Cái cần này tại dài 2 m, thu vào là 0,73 m, là thu vào là 73 cm, độc là 1,9 ly, cân nặng là 80 g. Cái này là số 18. 18 40.000. Mười chín là một cây cần súp bát Fuji FX7. Đấy. Khoan coi như hư hết nhá, còn đầu bu nha mọi người, đầu bu phôi cần và bát thôi. Khoan thì coi như hư hết đi. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng. Cần này dài 3,7 m, thu vào là 1,03 m, độc là 2,9 ly, cân nặng là 300 g. Cái này cây số 19, 80.000. Số 20 là một cây cần đây, Gina đây, OGK Gina xúc chặt người 24. Đấy, đột của nó thì bị gãy một đoạn rồi nè. Đây, coi như mắc khoan rồi hết đi nha mọi người. Khoan thì vẫn còn đấy, nhưng mà coi như mắc đi. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 6 lóng. Đấy.
bát vặn. Cái này dài là 2m3 này, thu vào là 56cm, độc là 2,3 ly, cân nặng 180g. Đây này, cây số 20, cây này 60.000, 20-60.000. 21 là một cây cần kim tên, 3m6. Đây, nhưng mà hình như cái độc nó bị gãy một tí rồi, gãy một đoạn rồi. Khoan coi như hư hết nha mọi người. Đầu bu này, một lóng, 2, 3, 4, 4 lóng nha mọi người. Bass Fuji FX7, cần này hiện nay dài 3m4, thu vào là 1m01, độc 2,5 ly, cân nặng 320g. Cái này cái số 21, 101. Là một cây cần Sabiki 4,5 m, 4,5 m, mà cây này chắc gãy độc, gãy độc khoảng 20 phân nha mọi người, gãy độc khoảng 20 phân. Dàn khoan này coi như hư hết đi. Này, chỗ này bị dính keo chứ không phải bị gì đâu nha mọi người. Này, bị dính cái keo thôi chứ không sao cả, không bị nứt vỡ gì đâu nhé. Này, độc của nó, 1 lóng, 2 lóng, 3, 4, 5 lóng nha mọi người, 5 lóng. Bass Fuji FX6, cần này dài 4m3, thu vào là 98cm, độc là 2,3 ly, cân nặng 310g. Cây này cây số 22, 22, 70.000. Số 23 tiếp tục là một cây cần súp. Cây này thì khoan coi như hư hết rồi. Đấy, độc này, độc to phải này. 1, cái này về chế lại thành lục được. 1, 2, 3, 4, 4 lóng. Ủa, lóng thứ hai gãy người ta nấu rồi, lóng thứ hai gãy người ta nấu rồi. Về một người thay, lái phụ tùng gì đó thì vừa lái nha mọi người. Bass Fuji FX7 này, mắc cái nắp phận chân gần nữa, mắc bể cái nắp phận chân gần rồi. Cần này hiện tại dài 3m, thu vào là 1m14, độc 2,3 ly, cân nặng là 360g. Cái này cây số 23, 23, đây, 40.000, 23, 40.000 nha mọi người. Cây cần Shimano Holiday, đấy, spin nhé, cần súp, khoan coi như hết, đầu bu Fuji còn này. 1 lóng, 2, 3 lóng nha mọi người, 3 lóng. Bass Fuji FX7, cần hiện tại dài 2m9, thu vào là 1m1, độc 2,7 ly, cân nặng là 200g. Cái này cái số 24, 90.000. Đây, một cái cần 3m6, cần súp. Khoan coi như hư hết nhé, còn đầu bu, bát với lại khô cần. Rồi, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng nha mọi người. Rồi, Bass Fuji FX7, cần 3m6, thu vào 1m02, độc là 2,5 ly, cân nặng là 300g. Cây này cây số 25. 25 đúng rồi. Số 25. Cây này là 101 nha mọi người. Hai mươi sáu là một cái cần súp Daiwa. Súp Daiwa 3m. Đây, khoan hư thấy rồi, còn được cái đầu bu với bát với lại với cái phôi cần thôi nhé. Ok, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng nhé, 3 lóng. Bass Fuji. Đấy, cần dài 3m, thu vào 1m15, độc là 2,4 ly, cân nặng là 260g. Đây này cây số 26, 26, 80.000. Số 27,
27 cây súp xìa paradise gì đây. Đấy, cây này bắt nhựa vặn này, khoan đồ đầu bu thì hư hết rồi. Đấy, còn được cái phôi cầm với cái bắt nhựa nhá, một lóng, hai lóng, ba lóng. Đấy, ba lóng ba màu, không biết có chế không, mình nhìn thì có vẻ zinc đấy. Đấy, cây này thì không biết dài bao nhiêu nữa. Đây coi thử, mình đo thử. Cây này mình chưa đo luôn nha mọi người, cây này mình chưa đo luôn. Đấy, đại đi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 là 2m1. Căn này dài 2m1 nha. Dài 2m1. Này, dài 2m1. Đấy, thu vào bao nhiêu? Thu vào khoảng gỡ 78cm nha, 0,78 rồi. Căn nặng của cái cần này thì mình ướm ướm khoảng cỡ 180-200g vậy thôi, nhẹ lắm, cũng chưa tới đâu, trên dưới 180 gì đó nha, trên dưới 180 gì đó. Cây này cây số mấy rồi ta? 25 rồi. Cây này số 27. 27 30.000. 27 30.000 nha mọi người. Đấy, cái cần này là cần đây Kitsu nha, Kitsu cần hiệu Kitsu. Cần này ISO nha mọi người, bát Fuji F, bát Fuji FX6 này. Đấy, khoan coi như hư hết nhá, khoan đầu bu coi như hư hết nữa nè. Đây, đột này, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, bốn lóng. Cần này dài 3m, thu vào là 84cm, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 120g. Đây này cây số 28, 28, 60.000. Số 29 là một cái cần hai khúc đai qua, hai khúc đai qua nha mọi người. Khoan có khoan bị quẹo này. Đấy, khoan thì mình coi như hư hết đi, cho mọi người về thay khoan. Rồi khoan thì khoan còn mấy khoan còn nha mọi người, một khoan hư, hai khoan hư, có hai khoan hư, có tất cả là 5 khoan mà hai khoan hư, đầu bu thì vẫn còn nhé. Đấy, bát vặn kim loại này, bát vặn kim loại này. Đấy, đọt khá là mềm nhé, đọt khá là mềm. Cần này dài 2m1, thu vào là 1m09, đọt 2,1 ly, cân nặng 140g. Cây này cây số 29. 29 90.000 nha mọi người. 29 90.000. Rồi, cảm ơn người đã dành thời gian theo dõi video hôm nay của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship. Và mọi người phải kiểm tra hàng cẩn thận trước khi nhận nhé, xem nó có bị sai sót gì so với tên video hay không, hoặc là bị để vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển thì có gì báo cho mình, bên mình ngay để hỗ trợ giải quyết. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà mọi người không chịu xem hàng rồi mới nhận hàng với báo cho mình là bị này bị kia nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.